Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ tài ba của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, luôn là niềm tự hào đối với các thế hệ người Việt Nam. Tưởng nhớ công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác sưu tầm, bảo quản và trưng bày các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua việc trưng bày hiện vật đã giúp nhân dân được tận mắt nhìn thấy kỹ vật và hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt và những đức tính tốt đẹp của Bác. Tại đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, hàng trăm hiện vật được trưng bày có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục truyền thống cách mạng với niềm tự hào về quốc gia, dân tộc và Bác Hồ kính yêu. Trong phòng trưng bày của đền thờ Bác Hồ có hơn 100 kỹ vật được trưng bày, trong đó một nửa là tài liệu ảnh, còn lại là các hiện vật, tài liệu văn bản. Tuy không nhiều nhưng đã thể hiện cuộc đời Bác từ niên thiếu, quá trình hoạt động cách mạng đến khi Bác thành lãnh tụ và tới lúc người về với thế giới người hiền. Đặc biệt, những hiện vật ấy đã để lại cho đời những bài học quý giá về đức tính khiêm nhường, giản dị và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 50 năm làm bảo vệ đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Giang Khoa coi đây là nhà và quý trọng tất cả những hình ảnh, kỷ vật của Bác. Mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện về Bác Hồ được ông tìm hiểu kỹ và nằm lòng. Điều này không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với Bác mà còn giúp ông học tập, làm theo, đồng thời nhắc nhở con cháu hiểu hơn về người lãnh tụ vĩ đại, tài ba của dân tộc và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp như lòng Bác hằng mong ước. Tôi quý nhất của trong cái lương tâm mình, cho nên hàng ngày mình phải bảo vệ nó cho đâu đó nó nghiêm chỉnh, cho nó chu toàn. Trong thời gian mà bệnh, bữa trước về ở bệnh viện, về bữa trước bữa sau là đi ô rồi. Ở nhà nó buồn. Cái thứ hai nữa là cái cuộc đời mình nó gắn bó, tức như là gần 50 năm rồi. Ở phụng sự đốt nhang cho Bác thì luôn luôn nằm cũng nói về tấm gương, tác phong đạo đức của cái con người phải học tập theo cái tư tưởng tác phong đạo đức của Bác. Để làm thế nào đáp ứng là cái nguyện vọng của Bác, theo cái mong muốn của Bác, tức như là cho kể cả các em học sinh hoặc là sinh viên phải làm theo cái tư tưởng đạo đức của Bác Hồ để làm thế nào gìn giữ cái nền đất nước. Là thành viên tích cực của câu lạc bộ nữ thắp hương đền thờ Bác Hồ, bà Trần Cẩm Lệ thường xuyên tiếp cận và tìm hiểu khá kỹ các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi kỷ vật là một câu chuyện bình dị mà qua đó giúp bà rút ra được những bài học về những đức tính tốt đẹp của Bác. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công lao to lớn, vĩ đại của người đối với dân tộc, bà Lệ luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào cách mạng ở địa phương, chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống gia đình, văn hóa, ấm no, tiến bộ. Mình cũng nhìn thấy là cái cuộc sống giản dị của Bác thì cũng học hỏi được sống phải tiết kiệm. Mình cũng về mình nhắc nhở gia đình, con em của mình thì cũng phải cố gắng sống tiết kiệm, trang hòa với ở xóm, cố gắng thực hiện các cái phong trào ở địa phương để mà giúp đỡ cho xóm làng của mình với cho bản thân của mình. Mình cũng đi đây đi đó để mình cố gắng mình có các cái phong trào đó mình cũng học hỏi được thêm. Thì cũng có những cái phong trào giúp ích cho cái kinh tế xã hội của mình hả? Thực hiện cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì phải nói rằng là phát động tất cả cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Châu Thới để phấn đấu thi đua công trình phần việc, nhất là bộ và cán bộ bộ phận một cửa học theo Bác để tiếp dân đến niềm nở, ăn cần, vui vẻ, lịch sự và giải quyết thủ tục nhanh gọn, phát động cán bộ đảng viên và nhân dân về thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là tiến tới xã Châu Thới nông thôn mới nâng cao. Thì trong đó phải nói rằng là cán bộ và nhân dân phải nói là đồng tình ủng hộ chủ trương của đảng nhà nước về ví dụ như là hiến đất làm đường, rồi hiến đất xây dựng nhà văn hóa chỉnh trang sáng xanh sạch đẹp đường làng ngõ xóm, cũng như trồng hàng rào cây xanh, hoa kiển, rồi cũng như hàng rào bê tông. Theo các nhà nghiên cứu, trong hàng chục ngàn kỷ vật của Bác để lại, hầu hết các đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cá nhân đều là những món đồ rất bình thường, giản dị mà thời ấy người dân cũng sử dụng phổ biến. Đó là những bộ áo nâu may bằng vải phin hoặc vải lụa, những chiếc áo khoác đã sờn,
những chiếc áo len đơn giản, rồi cả những đôi tất trắng. Nhiều đôi đã cũ nhưng bác vẫn sử dụng. Bác rất ít khi đi giày mà thường đi đôi dép cao su, kể cả những lần đi công tác trong nước hay đi nước ngoài. Mỗi kỷ vật về bác đều thể hiện đức tính giản dị, đời thường mà sâu sắc. Đây là điều rất đáng để mỗi người trong chúng ta suy ngẫm và học tập ở bác về tính khiêm nhường, tiết kiệm và chống lãng phí xa qua.